Kênh báo nói kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kênh báo nói kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Phút bất lực của ông Hoàng Nhạc Việt, chưa hết cách đâu, Đàm Vĩnh Hưng ơi! Thưa quý vị và các bạn, đoạn live stream dài tới 22 phút sáng ngày 14 tháng 12 của Đàm Vĩnh Hưng đã gây nên một cơn chấn động. Không thể tin nổi, nam ca sĩ lâu nay nổi tiếng bởi sự giàu có. Với sở thích tiêu xài hàng hiệu xa xỉ, thực chất đang gánh nợ hàng chục tỷ đồng thay mẹ trong suốt 10 năm qua. Nhất là nam ca sĩ ấy vốn nổi tiếng là người sẵn sàng xù lông nhím với bất kỳ ai dám động chạm đến danh dự của mình, dù là bậc tiền bối bề trên hay đồng nghiệp đàn trị. Nhưng nay, chính anh lại bất chấp danh dự bản thân, danh dự gia đình, danh dự của cả mẹ mình để nói lên nỗi nhục nhã ê chề mà anh giấu kín bấy lâu cho hàng triệu người dùng Facebook. Chưa bao giờ người ta thấy Đàm Vĩnh Hưng yếu đuối và bất lực như vậy. Chưa bao giờ người ta thấy anh đáng thương đến vậy. Anh cởi bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ vương giả, sang chảnh, ngạo nghễ thường thấy để sống thật với cảm xúc đau đớn, bấn loạn, quẫn bách cùng cực của chính mình. Anh khóc và hẳn là nhiều fan đã khóc theo anh. Hầu hết mỗi con người sống trên đời đều có một người mẹ để luôn hướng về với biết bao yêu thương chiều mến tự hào. Dù người mẹ ấy giàu sang quyền quý hay tật nguyền thiếu sức, như Đàm Vĩnh Hưng nói, đến con gà, con chó còn có hạnh phúc được mẹ âu yếm chở che. Nhưng bất hạnh thay, anh đã không có được thứ tình cảm rất đỗi đơn sơ, bình dị và tự nhiên như lẽ trời ấy. Theo lời anh tâm sự, suốt 30 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng phải chịu bao cái đắng tủ nhục vì có một người mẹ chuyên đi vay nặng lãi để tiêu pha cho thú vui của mình, rồi bắt chính con trai mình phải trả nợ. Cha anh, người đàn ông trong bức ảnh treo trên tường phía sau lưng Mr. Dam trong khuôn hình của webcam cũng đã từng phải ôm nỗi khổ ấy không nói thành lời. Mr. Dam đã cố ý chọn vị trí để bức hình của cha lọt vào camera, như lời anh nói, để minh chứng rằng tội lỗi mà mẹ anh gây nên không phải ngày một ngày hai mà đã có từ rất lâu, rất xưa rồi. Cũng theo lời anh kể, từ lúc anh còn là đứa trẻ con cho đến khi vào đời, làm đủ thứ nghề kiếm sống, cho đến khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, thành ông Hoàng Nhạc Việt, chưa lúc nào anh được bình yên. Anh bị người ta xé quần áo ngoài đường, bị người ta đứng chờ ngay cửa tiệm hớt tóc để thu nợ từng trăm ngàn một. Thậm chí khi anh đã là nhân viên quyền lực hàng đầu showbiz, anh vẫn bị những người anh chị giang hồ đứng dưới vũ trường tịch thu từng đồng cát xe đi hát. Anh đã phải bán hết tài sản, chỉ giữ lại được một căn nhà ở quận 10 để trả nợ hơn 20 tỷ đồng cho mẹ trong 10 năm qua. Tệ hơn nữa, bạn bè đồng nghiệp lẫn fan hâm mộ đều bị liên lụy vì tin vào uy tín của anh mà cho mẹ anh mượn tiền. Nếu câu chuyện ấy là thực thì chẳng có nỗi nhục nhã nào ê chề hơn thế. Với một người bình thường đã khó có thể chịu đựng. Với một nghệ sĩ nổi tiếng và quyền lực như Đàm Vĩnh Hưng, đó là một nỗi tủi hổ quá tải. Tới mức một ngày kia, anh quyết định tung hề hết, cả danh dự, cả lòng tự tôn, cả lòng hiếu thảo để được chút xả với mọi người. Đàm Vĩnh Hưng đã bật khóc nức nở khi nói lời xin lỗi đau đớn bất lực. Con xin lỗi má, nhưng con đã hết cách rồi. Có thể Đàm Vĩnh Hưng đã thực sự hết cách rồi. Có thể chỉ có cách duy nhất là dùng live stream nói mọi sự thật, thì Mr. Đàm mới có thể cảnh báo được người thân, bạn bè, đồng nghiệp, fan hâm mộ và cả những người không quen biết có nguy cơ trở thành con mồi của bà mẹ khát tiền của anh, đồng thời có sức cảnh cáo được mẹ anh. Giống như lời anh nói, Đôi khi chỉ có bỏ các con nghiện vào trại cai nghiện hay nhà tù mới mong họ thay đổi. Có thể bà Trần Thị Thọ, mẹ của Đàm Vĩnh Hưng, sau vụ việc bị con trai vạch mặt tố cáo sẽ sợ hãi mà không dám phạm sai lầm nữa. Nhưng có điều gì đó sai sai ở đây rồi. Đành rằng một người mẹ có thể bán rẻ danh dự và uy tín của con để mua vui cho mình, một người mẹ bóc lột sức lao động của con để phục vụ lạc thú của mình thì đó chắc chắn là một người mẹ tồi. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng cũng có những người mẹ sẵn sàng giết con để mưu đồ quyền lực như Võ Tắc Thiên, có những người mẹ ném con vào thùng rác ngay sau sinh vì không muốn sự tồn tại của nó. Có những người mẹ bán con gán nợ đỏ đen, có những người mẹ dâng con cho người tình để cầu xin tình ái. Không phải ai cũng được hưởng tình mẹ sông bể như lẽ tự nhiên của muôn loài và Đàm Vĩnh Hưng nhất định không phải là cá biệt. Cũng tương tự như vậy, không phải người cha mẹ nào cũng may mắn có được những đứa con hiếu thuận. Những người con biết yêu thương báo hiếu bố mẹ thì ít, mà những người con làm tội nợ bố mẹ lại nhiều. Nhưng kỳ lạ chưa, dù có những đứa con hư hỏng đến đâu, có giết người, cướp của, nhện ngập đỏ đen, tàn ác tột bực, dù những đứa con có xấu xí đến đâu, có tật nguyền, khờ khạo, dại điên dị dạng, người mẹ vẫn thường dang rộng vòng tay đùm bọc chở che. Người ta sẽ rất khó để gặp một người mẹ lên Facebook chửi con khi nó xấu xí đại diện người ta càng khó gặp một người mẹ livestream tố cáo con là đứa bất nhân, bất nghĩa, cướp của, giết người. Các bà mẹ sẽ không làm thế với con mình, dù cho có hết cách rồi. Trong 10 năm gánh nợ cho mẹ, hết món nợ này tới món nợ khác, cật lực ca hát để kiếm tiền, rồi cật lực trả nợ cho người mẹ coi thú vui cá nhân lớn hơn cả con cái. Đàm Vĩnh Hưng hẳn đã chịu quá nhiều tủi hổ, út nghẹn. Nhưng anh đã làm gì để cứu mẹ và cứu chính mình ra khỏi nỗi tủi hổ, út nghẹn ấy? ai cũng tưởng 10 năm qua là hoàng kim của anh. Anh giàu có tột bậc, anh quyền lực tột bậc, anh khoe biệt thự triệu đô, anh khoe những kệ giày hàng trăm đôi với đủ các nhãn hiệu lừng danh nhất thế giới. Anh khoe sở thích dùng túi sách hạng sang mà số lượng có thể xếp thành núi trong nhà. Anh trưng diện một cuộc sống xa xỉ thượng lưu, không kém bất kỳ ngôi sao nổi tiếng thế giới nào. Trong lúc đó, thực tế, anh phải trả nợ cho mẹ anh 500-600 triệu mỗi tháng. Thế thì hoặc là anh muốn chứng tỏ với các chủ nợ giang hồ của mẹ anh rằng anh dư sức để trả nợ cho bà vĩnh cửu với tiền các xe hạng A của anh. Hoặc là anh muốn vung tay tiêu pha cho sở thích của mình để quên đi nỗi đau phải trả nợ tiền tỷ cho mẹ mỗi năm. Và thế thì một người mẹ gắt tiền như anh mô tả chẳng có lý do gì không tiếp tục bòn rút tiền của lao động của con. Khi thấy việc đó chẳng làm con mình hề hấn gì bởi thực tế là con trai của bà vẫn sùng túc sang chảnh đến thế kia mà trước khi hết cách phải chọn đường cùng là livestream vạch tội mẹ cho hàng triệu công chúng biết kêu gọi công chúng hãy share thật nhiều để càng nhiều người biết bản chất của mẹ mình hơn nữa đàm vĩnh hưng đã làm những cách gì với mẹ mình anh thuyết phục bà ngon ngọt với bà dọa nạt hay dung dưỡng bà bao che cho bà không ai rõ nhưng cay đắng sao chỉ mới hai tháng trước thôi Mr Đàm vẫn còn khoe núi đồ hàng hiệu trong nhà mình với công chúng. Anh chọn cách đeo mặt nạ, phô trương cuộc sống giàu sang không có thật để cứu độ mẹ mình hay sao? Có thật anh đã hết cách rồi hay không? Hay mọi cách anh dùng đều không đúng? Cách sai này thay thế cho cách sai kia, để cuối cùng là một cách sai lớn như núi, nặng như núi, như cách anh đã làm vào sáng ngày 14 tháng 12. Người ta sinh ra ở đời có thể chọn đủ thứ, chọn đường đi, chọn công việc chọn người yêu, chọn bạn đời, thậm chí chọn cả việc sinh đứa con nào và không sinh đứa con nào. Nhưng có một thứ mà người ta không bao giờ có thể chọn được, đó là cha mẹ của mình. Sinh mạng của mình là do mẹ cha ban cho, hình hài của mình là do mẹ cha ban cho. Chỉ riêng điều ấy thôi đã là một hồng ân lớn lao lắm, cả đời cũng không trả cho hết được. Đức Phật bảo, cha mẹ với con cái là cái duyên ân oán trả vay, nếu trả ân thì làm cho nhau hạnh phúc. Nếu trả oán thì làm cho nhau đau khổ. Nếu con đến đòi nợ thì cả đời phải trả nợ cho con. Nếu con đến trả nợ thì cả đời được sung túc vì con và ngược lại. mối duyên của Đàm Vĩnh Hưng và mẹ có thể là một mối duyên không lành, một mối duyên trả oán đòi nợ. Nhân quả như bóng với hình, dù nam ca sĩ có làm cả trăm lần livestream thì cũng không thể giải được cái nhân đã gây ra trong đời quá khứ điều này hẳn anh cũng hiểu rõ mà vì trong lúc quẫn bách đã lỡ quên mất đi thôi theo kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện đức địa tạng bồ tát trong đời quá khứ từng là một thánh nữ bà la môn và một đời khác là một người nữ tên là quang mục cả hai tiền thân này của ngài đều có mẹ phạm tội lớn bị đọa địa ngục nhưng thay vì oán trách mẹ mặc mẹ phải chịu sự tra tấn trong địa ngục nhận ra lỗi lầm mà sớm hối cải cả thánh nữ bà La Môn và Quang Mục đều tìm mọi phương trước, bán hết tất cả tài sản quý giá để hồi hướng công đức cho mẹ, hỏng mong cho mẹ sớm thoát khỏi kiếp nạn địa ngục đau đớn. Kinh Vu Lan Bồn, sự tích về Ngài Mục Kiến Liên cũng cho biết bà Thanh Đề, thân mẫu của Ngài, là một người phụ nữ gian ác điêu ngoa. Nhưng khi bà chết, xa xuống địa ngục, Mục Kiến Liên cũng tìm đường cầu đạo để cứu độ cho mẹ mình họ đã dụng công tu tập để giải trường nhập chướng sâu dày của mẹ vì mẹ chứ không vì mình đó là những tấm gương đại hiếu mà con người hàng ngàn năm sau vẫn nương vào đó mà sửa mình theo trong xã hội hiện đại ngày nay với những thay đổi về văn hóa tư tưởng đề cao tính cá nhân chữ hiếu đã bị xem nhẹ đi rất nhiều bằng chứng là khi đàm vĩnh hưng livestream tâm sự về mẹ hàng trăm ngàn người đã vào bình luận ủng hộ anh đàm vĩnh hưng tội quá nhưng không vì xót xa cho anh mà ủng hộ anh được sự ủng hộ của mọi người cũng không cứu giúp được anh ấy. Người ta có thể cho anh tiền để trả nợ cho mẹ anh, nhưng không thể ngăn mẹ anh dừng việc tội lỗi lại, càng không thể xóa bỏ đi nỗi đau đớn ê chề mà anh đã và đang gánh chịu. Càng không thể cho anh ấy tình yêu của một người mẹ như anh khao khát. Chỉ có anh, Đàm Vĩnh Hưng, mới giải trừ được nghiệp chướng của mình, và khi ấy, anh đồng thời giải trừ được nghiệp chướng cho cả mẹ mình. Chưa hết cách đâu, Đàm Vĩnh Hưng ơi đàm vĩnh hưng không bảo vệ mẹ trong bão dư luận sau nhiều ngày im lặng mới đây đàm vĩnh hưng đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến việc mẹ ruột nợ hàng trăm tỷ trong bài viết dài trên facebook cá nhân ông hoàng nhạc việt tập trung nhắc đến những người đã tranh thủ cơ hội quay lưng nói xấu mình đàm vĩnh hưng viết vâng các anh các chị may mắn diễm phúc hơn hưng nên cuộc đời của anh chị luôn màu hồng gia đình thì bình yên êm ấm hạnh phúc đó là phần phước của anh chị thật sự là chúc mừng có lẽ chưa bao giờ bị rách áo nên anh chị sẽ mãi mãi không nếm được mùi vị của những kẻ áo rách. Và những cơ hội như thế này sẽ khiến họ vui lắm, giống như tâm trạng của những kẻ thất nghiệp này bỗng dưng có việc làm sướng quá. Hưng chưa bao giờ thấy ngạc nhiên về điều này, chúng ta chưa bao giờ cùng quan điểm, cùng suy nghĩ và cùng một con đường, vì thế chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Đồng thời nam ca sĩ cũng tuyên bố, sau đó anh sẽ tiếp tục sự im lặng, từ chối các câu hỏi của phóng viên. Ông Hoàng Nhạc Việt cho biết Tạm thời Hưng xin giữ im lặng và không trả lời bất kỳ một bài phỏng vấn hay một câu hỏi nào trong thời gian vài ngày để có thể quan sát tất cả mọi diễn biến xung quanh mình ra sao. Điều đặc biệt là trong lần phát ngôn hiếm hoi này, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không dành một lời nào để nhắc đến mẹ của mình. Trong khi đây là thời điểm người mẹ ruột của anh đang phải chịu những bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng. Có người cho rằng mẹ Đàm Vĩnh Hưng để con trai phải gánh món nợ trăm tỷ như vậy là vô tâm, độc ác. Một tài khoản Facebook bình luận, hổ dữ không ăn thịt con, không chỉ nhận những lời bình luận lên án từ cộng đồng mạng, cách đây không lâu, quản lý cũ, một người bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng cũng đã góp tiếng nói, tiếp tục công khai những hành động xấu của mẹ nam ca sĩ. Theo người này cho hay, mẹ Đàm Vĩnh Hưng đã thuê người vào nhà phá két, trộm tiền của con trai khi nam ca sĩ đi lưu diễn. Nhưng với Mỹ Tâm, dù cũng là người ngoài trong câu chuyện mẹ Đàm Vĩnh Hưng nợ trăm tỷ, nhưng họa mi tóc nâu đã không quên nhắc đến mẹ của ông Hoàng Nhạc Việt. Trong lần phát ngôn duy nhất về sự việc này, Mỹ Tâm đã lên tiếng bảo vệ, nói đỡ cho mẹ nam ca sĩ. Cô chia sẻ, mẹ anh ấy cũng rất dễ thương, chứ không phải như mọi người nghĩ. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, không chỉ bỏ quên mẹ trong sự việc lần này, mà từ trước đến nay, ông Hoàng Nhạc Việt cũng đều hạn chế nói về mẹ của mình. Giọng ca xin lỗi tình yêu chia sẻ, nếu mọi người để ý kỹ, trong suốt gần 1.000 bài hát mà Hưng từng hát, Hưng chỉ hát đúng một bài về mẹ thôi. Có lý do để hát bài đó là Hưng chỉ muốn má Hưng nghe được bài đó và ăn năn, đừng có tiếp tục gây nợ ra nữa, nhưng mà không ăn thua gì hết. Vậy việc Đàm Vĩnh Hưng không nhắc đến mẹ trong lần phát ngôn hiếm hoi này là do người phụ nữ ấy đã gây cho anh quá nhiều tổn thương hay bởi nam ca sĩ vẫn còn giận mẹ? Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.